Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình đi vào trong thành phố sáng hôm nay có ít công chuyện ở trong cái khu vực nó gọi là trung tâm thành phố. Mỗi lần mà đi vào những cái khu như vậy, mình mới nhìn thấy được cái xã hội thật sự của nước Mỹ như thế nào. Anh chị em các bạn thấy những cái người trẻ này, họ còn trẻ đấy, họ sinh ra và lớn lên nước Mỹ. Các bạn thấy đâu phải ở Mỹ là tương lai là có cái cuộc sống nó hoàn toàn tốt hơn hết đâu. Nó chăm bề đủ thứ hết. Là mình quay máy xuôi để tại không muốn người ta thấy mình quay, các bạn biết không? Tại mình quay cái cuộc sống như vậy ở nước Mỹ, nhiều khi những người họ có hoàn cảnh như vậy họ cũng khó chịu. Thành ra mình chỉ quay lén thôi để các bạn thấy được cái xã hội nước Mỹ. Khi đi vào trong những cái khu mà trung tâm của đô thị, nó gọi là thành phố mà lớn đó, mình mới thấy được cái bộ mặt thật, cái cuộc sống, cái người dân và mỗi tầng lớp xã hội nó còn vất vả khủng khiếp lắm. Anh chị và các bạn thấy mà tình trạng nước Mỹ nó còn đi xuống chứ không phải là nó đi lên. Mỹ bây giờ tôi nói anh chị các bạn, hằng nào mà giàu nứt vách đổ tường, còn người nghèo cứ như là nghèo hết tội luôn. Tôi nói cái nghèo của họ đó, cái nghèo ở đây ở cái xứ Mỹ nó khác cái nghèo ở Việt Nam anh chị các bạn không? Cái nghèo các bạn biết trời nó nóng ở bên ngoài, nó nóng dã man luôn, nó nóng khủng khiếp luôn, mà họ sống lang thang. Tuổi còn trẻ chứ đâu phải là già hay gì đâu. Các bạn thấy họ ở Mỹ, họ nói tiếng Mỹ, họ là người Mỹ. Các bạn thấy mà tương lai sự nghiệp và trình độ học vấn đâu phải ai cũng giống nhau hết đâu. Có nhiều người bởi mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại nó lên mạng nó nổ dã man luôn, nó nổ dữ lắm. Dân cái người Việt của mình sống họ sĩ diện dữ lắm anh chị các bạn, họ sĩ diện kinh khủng luôn. Họ không bao giờ, Lợi Minh lên này Lợi Minh chia sẻ về cái mặt trái nước Mỹ, bởi vì ngay cả bạn bè người thân thiết của Lợi Minh cũng vậy, họ chửi Lợi Minh tơi bời ba lá à. Nhưng mà đường mình đi à, tại vì con người của mình sống cái gì nó phải nhìn thật. Mình không có cái kiểu là đi trên mây, lúc nào cũng làm sao động viên những người khác phải biết vươn lên, sống phải có nghị lực, chứ không phải lên mạng theo kiểu như cái tụi chống cộng ở hải ngoại, cái lũ ô hợp đó nó nổ bánh ta lông. mà đụng tới nó hả là nó rống cổ lên, nó hè nhau nguyên một cái băng đảng xã hội đen của tụi nó tìm cách nó xảo trá, nó bịp bợm. Anh chị các bạn thấy khủng khiếp, xã hội Mỹ còn nhiều nan đề lắm. Tôi nói anh chị các bạn, bởi nhìn về quê hương Việt Nam, nói về những cái tiêu cực Việt Nam, mô hình xã hội chính trị đất nước và con người Mỹ và Việt Nam, tôi nói anh chị các bạn, Việt Nam chỉ 1/10 thôi. Cũng như có nhiều người trong nước họ không hiểu về cái mô hình xã hội Việt Nam. Họ nhìn, các bạn biết ngay hôm cả tôi vào diễn đàn tranh luận với một số những người dân trong nước á, tôi nói chị các bạn, nhiều khi mình cãi với họ, họ không hiểu, mà họ nghe mấy cái, họ lên mạng họ chỉ nghe mấy Việt Kiều hay là một số những thành phần mà ở hải ngoại nó tuyên truyền, anh chị các bạn đúng không, nó tuyên truyền họ tưởng là thật. Họ nói với tôi về vấn đề đất đai ở Việt Nam giống như kiểu là người dân không có được quản lý. Họ nói là ở Mỹ thì đất đai rất là nhiều, người dân quản lý, người dân làm chủ. Tôi nói chuyện các bạn biết, ở bên Mỹ này làm chủ một miếng đất, làm chủ một cái bất động sản vất vả chăm bề chứ không phải đâu. Hàng chính phủ nó nắm hết, khi luật pháp của nó nắm trong tay hết, mình chỉ là người giữ cái tài sản đó và đóng thuế thôi. Các bạn biết nhà cửa đồ bất động sản cái này nó lấy thuế dã man lắm,
chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì dân Mỹ nó sống, nó đi thuê nhà rất là nhiều. Các bạn biết nó đi thuê nhà rất là nhiều. Nó thuê nhà tại vì mua một cái nhà, nào đóng thuế, bảo hiểm, tiền sửa chữa, tiền bảo trì, đủ thứ nó chịu không nổi. Nó thuê nhà, nó thuê chung cư nó ở. Nó thuê những cái bên này, bên Việt Nam gọi là nhà trọ đó. Các bạn biết tôi mà quay máy ra ngoài, ở trong khu này, dân mà gọi là vất vả, họ đi lang thang mọi góc phố. Các bạn biết, nói về đất bất động sản ở bên Mỹ này, các bạn biết mà không đóng thuế mà nhà cửa đó, mà bất động sản đó là chính phủ nó tịch thu liền, trong vòng 3 đến 5 năm tự động nó quản chế, nó lấy cái tài sản đó. Còn ở Việt Nam tôi về tôi nói anh chị các bạn, có nhiều người tôi thấy đóng thuế mà nhà đất dân Việt Nam đóng chẳng bao nhiêu, chứ đóng như có lệ thôi, đóng cho có lệ thôi. Thì đất mà thổ cư rồi thì cái giá trị mà nhiều khi các bạn biết, cái giá trị đất mà lên giá rồi đó, chàng ơi là dân hưởng. Mấy ông Việt Nam mình cũng khôn lắm, mấy ông đi trước ông chính phủ mà. Khu nào mà có dự án là mấy ông tìm cách, mấy ông là nhảy vô, mấy ông đào xới lên, mấy ông nâng cấp cái tài sản lên để đặng đền bù. Chứ không đâu phải là vừa đâu. Tôi làm ăn ở Việt Nam tôi biết mà. Còn bên Mỹ này không có đâu. Bên Mỹ này thằng chính phủ nó làm, nó có cái khuôn khổ pháp luật của nó hết. Nó có cái ba game của nó hết. Còn Việt Nam tôi nói tôi bề tôi sống tôi biết. Nói về bất động sản Việt Nam, dân ở mà ông chính phủ bây giờ mà đụng vô một cái rồi mấy dân mà nằm dạ xuống rồi lên mạng khóc kêu rào lên, dân cướp đất cướp của này tùm lum. Mà các bạn thấy có nhiều người ngày xưa thì kia đi khai hoang dùng kinh tế mới khóc lên khóc xuống, bây giờ ngồi trên đống vàng đống bạc, các bạn thấy không, mà lên mạng cũng than, cũng họ không hiểu. Họ nghĩ rằng ở Việt Nam, tại vì cái tổ chống cộng nó tuyên truyền á, tôi lên mạng nó chuyên môn tuyên truyền về những cái mô hình đó, nó nói là ở Việt Nam người dân không có làm chủ cái đất đó. Mà ơi, dân Việt Nam đất của họ mà ông chính quyền mà muốn vô lấy để đặng mà giải tỏa cho công ích công cộng coi. Chàng ơi, ra đó nằm dạ khóc lên khóc xuống trời hết. Chứ không phải giỡn đâu. Còn vấn đề đền bù rồi, tôi nói chị các bạn biết, những cái khu đất ở Việt Nam nói chung là cũng tùy, những nơi có một số cái vấn đề đền bù nó chưa thỏa đáng, nhưng mà phần nhiều thì các bạn nên nghĩ những người mà người ta thầu khoán rồi người ta bỏ tiền hàng nghìn tỷ đô la, nghìn tỷ đồng Việt Nam ra để người ta canh tác lên cái miếng đất quan đó thì tốn kém biết bao nhiêu. Người ta đầu tư thì phải có lợi chứ. Thành ra nhiều khi dân, những người mà họ đất ở Việt Nam đó, họ đòi đền bù, khi họ đền bù họ đòi một cách ngất ngưỡng luôn. Cho nên vấn đề mà hạ tầng cơ sở Việt Nam mà xây dựng các bạn biết tốn kém kinh khủng, tốn kém giá man luôn. Một km, một cây số mà làm đường tốn hàng chục triệu đô la. Tại vì cái sức đền bù quá nặng này. Có những cái khu đô thị mà để đô thị quá không nổi, bởi vì sức đền bù quá nặng này, mà những người đầu tư họ đâu có chịu bỏ vốn vô. Mà dân của mình nó nói chị các bạn, họ một thì họ đòi hai, đòi ba, đòi năm không à. Mà khi mà qua Mỹ, nó đi qua Mỹ mà sống rồi đó, đi vào cái khuôn khổ pháp luật của thằng Mỹ rồi đó, ông nào ông nấy không dám hó hé. Các bạn biết đụng vô bất động sản cũng vậy, đụng vô nhà cửa đất đai vậy, tiền thế mà thiếu nó hả, là nó chồng tiền lời lên 20%, 20%, nó chồng lên tới lúc nào mà trong vòng 3 năm 5 năm mình trả không nổi, bắt đầu là nó quản chế cái nhà, nó tự động, cái tụi luật sư của thành phố đó, của quận đó, nó tự động nó đem cái nhà mấy người mà làm chủ bên Mỹ mà không thiếu thế nó không trả đó, là nó đem ra, nó tự động mà nó không có cần phải xuống nhà nó nói rồi, làm dữ nữa, nó gửi giấy nó nói mà mình thiếu nợ nó vậy, nó cho thời hạn
trong bao nhiêu ngày mà không có thanh toán là nó tự động nó đem cái bằng khoáng của mình đó. Tại vì những người mà làm chủ đất ở bất động sản ở bên Mỹ này, họ đâu có nắm bằng khoáng đâu chị các bạn. Cái bằng khoáng của họ đó là nằm ở tại quận đó. Họ chỉ nắm cái tờ giấy gọi là photocopy thôi, mà được quận đóng 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 cái dấu đó. Cái giấy này là giấy được được quận nó cấp để mình biết là cái bằng khoáng đang nằm ở dưới quận. Cho nên thằng quận hạt của Mỹ này đó, nó mới khi mà mình thiếu nợ gì nó quản chế gì, nó lấy cái bằng khoáng của mình đó, nó đem ra ngoài thị trường nó đấu giá. Các bạn biết nó đấu giá, nó bán miếng đất, nó bán cái tài sản của mình. Là lúc đó bán xong rồi đó, là cái thằng chủ mới đó nó sẽ đưa mình ra tòa. Đấy, chàng ơi, nó hành tội nữa, ra tòa xong rồi bắt đầu là nó cho constable, là cái loại cái mà cảnh sát á, cảnh sát lo về bên bên bất động sản á. Mỹ bên này nó có nhiều loại cảnh sát đó. Constable nó xuống nó còng đầu ra là xong. Bởi có nhiều người ở trong nước họ không hiểu, nhiều khi mình cãi với họ cãi riết rồi mình thấy mệt quá không cãi nữa, cứ để từ từ họ tìm hiểu với bạn, đúng không? Với lại cái gì nó cũng phải thời gian họ mới hiểu được, chứ còn bây giờ mà mình dồn dập mình nói quá nhiều người họ không hiểu. Ngay cái vấn đề mà giờ dữ liệu ngân khố quốc gia cũng vậy nữa. Họ không có hiểu cái chữ background ở bên Mỹ này, khi họ nói vấn đề lý lịch cũng vậy nữa. Ở Việt Nam xét lý lịch họ cũng không hiểu. Thằng Mỹ thì nó xét lý lịch mới là ghê, nó xét lý lịch 10 đời cái người chết nó còn lưu chứ đâu phải giỡn đâu. Cái mà lý lịch của mỗi một người dân ở bên Mỹ này anh chị các bạn biết, nó lưu cho cả trăm năm luôn, chứ không phải là nó lưu hết thế thời đời đời tới á, nó không còn á, thì nó mới xóa thôi, chứ còn là nó giữ đó. Nó giữ trong cái database, cái bộ mà dữ liệu quốc gia đó. Cho nên Việt Nam mình hiện nay mình mới bắt đầu thôi, đó là lý do tại sao Việt Nam có bắt đầu ra cái căn cước, cái thẻ căn cước, mục đích là mình sẽ đi vào cái dữ liệu quốc gia. Khi mà mình đi vào cái dữ liệu quốc gia vậy đó, nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề mà hành chính, và nó làm cho cái công việc hành chính nó mau lẹ hơn và ít tốn kém hơn. Các bạn thấy, nhưng mà khi mà nói về vấn đề mà lý lịch thì một số những người họ không hiểu, họ cãi với mình, thành ra thôi mình cũng im, chứ cãi hoài họ cũng không có hiểu gì cái mô hình của nước Mỹ. Họ nói rằng Mỹ không có xét lý lịch giống như Việt Nam. Chàng ơi, tôi nói chuyện các bạn biết, nó là cái thằng vua, thằng Mỹ là cái thằng, bởi vì ở bên Mỹ anh chị các bạn biết, cảnh sát Mỹ á, khi mà nó bắt bất cứ ai vậy, cái hệ thống dữ liệu quốc gia nó nằm trong cái máy laptop của nó nằm trong cái network của nó, cái network của nó hết rồi. Nó chỉ đưa nó cái số an sinh xã hội thôi, hoặc là đưa nó cái bằng lái thôi. Nó bấm một cái nó biết Hằng Lợi Minh này nhà ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao, từng đi đâu, cần gì là nó kéo ra hết. Bởi vì các bạn thấy những cái vấn đề mà hình sự Mỹ đó, khi mà có chuyện gì đó, bên FBI hình sự detective rồi đó, an ninh rồi đó, là nó chỉ cần bấm cái là ra hết à, nó kéo ra một nùi hết, chạy trời cũng không khỏi nó. Nhưng hãng xưởng, những công ty lớn cũng vậy, ngay cả các bạn biết ở bên này đi thuê nhà cũng vậy nữa. Có nhiều người họ kỹ lưỡng, họ không muốn cho những cái thành phần tội phạm vào trong thuê chung cư của họ hay là thuê nhà trọ của họ. Họ cũng được quyền check background cái người mà thuê nhà nữa. Về vấn đề mà dân sự đó, các bạn thấy nó bảo nó có cái hệ thống dữ liệu ngân phố quốc gia mạnh lắm, mà muốn có được cái đó các bạn biết nó đòi hỏi một đội ngũ chuyên môn về bảo mật rất là lớn. Còn Việt Nam mình cái vấn đề lý lịch là mình nhiều khi mình xin vào trong những cái công ty, nhất là nhà nước, thuộc về cơ quan nhà nước được, chứ còn mà cái công ty hãng xưởng nhỏ lẻ người ta cũng có cần thiết, đối với họ không có quan trọng. Nhưng mà thằng Mỹ nó quan trọng lắm, thằng Mỹ nó những công ty tư nhân nó cũng
nó cũng nó gọi là nó cũng xét lý lịch nữa, thằng Mỹ những cái công ty tư nhân mà hàng bên bên công bên mà cơ quan nhà nước của nó thì nó khắt khe hơn, nó đòi hỏi cái vấn đề lý lịch trong sạch hơn. Còn những công ty tư nhân hay gì đó thì nó xét những cái lý lịch đó là để nó biết coi cái người này cái người này họ họ là ai. Tôi nói chuyện của bạn, ngay cả mà đi vô mà sẽ mượn nợ cũng vậy, ở bên Mỹ đó, đi mượn nợ nó cũng xét cái background, nó xét cái hồ sơ lý lịch của mình coi hồi nào giờ mình làm cái gì đi mượn nợ ở bên Mỹ này. Cho nên cái dữ liệu mà dân sự của nó mạnh lắm. Mà nếu mà những người mà dân làm ăn đồ như tôi đồ á, muốn muốn mà lấy được cái dữ liệu đó, mình phải trả tiền, phải trả tiền cho cái thằng chính phủ để đặng nó cho mình cập nhập vào trong cái dữ liệu đó để mình lấy được cái hồ sơ đó. Mà đòi hỏi các bạn phải có giấy phép làm ăn kinh doanh, hay là những người mà họ làm bên lĩnh vực nó đòi hỏi chắc nó gọi là hỏi là kiểm định cái hồ sơ lý lịch đó, gọi là cái background á, các bạn thấy. Thôi thì lợi mình like tới đây, lợi mình xin ngừng. Tại đi dọc đường thấy những cái câu chuyện của người dân Mỹ họ còn vất vả lắm anh chị các bạn ơi. Tôi nói chị các bạn, mỗi lần mà tôi đi vào trong thành phố, cái thị trấn của cái tiểu bang tôi ở nè, nó gọi là cái thành phố Phoenix đó. Cái nó là một cái trung tâm thủ đô đó. Nhìn thấy đời sống dân Mỹ còn trăm bề vất vả, còn khốn đốn lắm. Thành ra các bạn đang ở quê nhà cố gắng lên, cùng chung nhau góp phần xây dựng tổ quốc. Các bạn thấy con nhỏ đó nó có bầu không? Đấy, tội ghê không? Đó, nó có bầu rồi, sống lang thang đấy. Mấy mấy anh này cứ sống lang thang vậy, đâu phải là dân mà gọi là cùi lỡ đâu. Tại vì cái mô hình xã hội Mỹ bây giờ nó quá phức tạp, các bạn thấy hồn ai nó giữ thôi. Thôi là mình like tới đây xin tạm dừng và hẹn anh chị các bạn like khác nếu mà mình có cái đề tài nào hay. Bye bye, xin chào anh chị các bạn nha.